Xin chào các bạn, hôm nay mình xin review về một sản phẩm, đó là một cái tấm tăng của thương hiệu Liều Việt. Đây là cái tăng No Hexa Tab. Tăng này là kích thước của nó là 4m6 x 4m4, tức là rất là lớn nha các bạn. Cân nặng của nó thì khoảng gần 4kg. Bây giờ mình sẽ mở ra và xem bên trong nó có gì nha. Bên ngoài nó chỉ là cái bao này thôi. Đây là một sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Việt Nam Liều Việt.com. Đây là một bộ chống. Một bộ chống cọc gồm có 4 khúc. Cái này mình đoán nó cao khoảng 2m. Cái này nó cao khoảng 2m. Đây là cái tăng cùng màu với lại cái bao bì. Bên trong thì có 2 4 6 7 8 cây cọc và những cái bó dây để neo đều, để neo tăng. Tăng thì được may vải rất là xịn các bạn, vải rất là xịn. Cái đường viền của nó là được may khác màu rất là đẹp. Những cái khớp nối nè được may rất là chắc chắn, và phía trong đường may là có ép keo. Tăng này là được thương hiệu Liều Việt bán với giá 1,5 triệu một bộ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình giăng thử. Thông thường để giăng những cái loại tăng này thì mình sẽ giăng hai cái đầu của nó. Đây là giăng hai cái đầu hai bên, sau đó mình sẽ chằng 4 gốc. Nhưng mà ở đây thì mình có nhiều cây nên mình sẽ không sử dụng cái bộ cột chống này. Mình sẽ để cái bộ cột chống này qua một bên và mình sẽ giăng cái tăng này lên những cái cây có sẵn ở trong đây. Sau khi giăng xong thì mình cũng có thể dùng cái cây chống mình chống lên cho nó vững chắc cũng được các bạn. Đây là mình sẽ quay chi tiết cái tấm tăng. Đó. Mình sẽ quay chi tiết cái đường may cho các bạn thấy không? Rất là chắc chắn. Phía trước và phía sau. Đó, ép keo mình thấy rõ ràng ha. Đây là cái chất lượng vải bên trong nè. Gốc này là nó có cái lưới gia cố luôn nè các bạn, rất là xịn sò. Đây là vải bên ngoài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sau khi đã có một cái hai cái đường cơ bản thì mình sẽ giăng những cái gốc này ra. Rồi, như vậy thì mình đã neo 6 cái gốc của cái tấm tăng này, gồm có hai cái neo chính và 6 cái neo phụ ở mỗi bên. Bây giờ mình sẽ dùng cột chống và chống nó lên cho nó đều ha. Những cái cây chống gốc này là nó không có trong bộ nha các bạn. Cái này mình phải mua thêm ở ngoài. Như vậy là mình đã dựng xong cái tấm tăng của thương hiệu Liều Việt. Đánh giá cơ bản là tấm tăng rất là dày, chắc chắn. Đường may là gọi là chuẩn luôn. Cực kỳ chắc chắn. Có ép keo chống nước đầy đủ. Cái tăng này nó vừa chống nắng mà nó vừa chống mưa luôn nha các bạn. Như vậy là mình đã mở hộp và dựng thử cái tấm tăng của Liều Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào các bạn.